Từ thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh. Tấn Chương kính chào quý vị. Liên Hiệp Quốc cảnh báo Việt Nam về việc trấn áp mạng xã hội trong đại dịch COVID-19. Một nhà xuất bản bị cấm ở Việt Nam được trao giải quốc tế. Người Việt gốc Phi trong vòng xoáy bạo lực và biểu tình ở Mỹ. Và nhiều tin tức khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Việt Nam nằm trong số 12 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương bị Liên Hợp Quốc lên tiếng báo động về tình trạng vi phạm quyền tự do biểu đạt trong mùa dịch COVID-19. Lãnh đạo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet hôm 3 tháng 6 cho biết trong một thông cáo rằng các quốc gia này, bao gồm cả Trung Quốc, đã gia tăng việc bắt bớ người dân một cách tùy tiện khi họ lên tiếng chỉ trích chính phủ hoặc chia sẻ thông tin, quan điểm cá nhân về đại dịch, với cáo buộc là loan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Thông cáo viết, kể từ khi bắt đầu đại dịch, nhà chức trách ở Việt Nam cho biết có hơn 600 người dùng Facebook đã bị triệu tập, thẩm vấn liên quan đến việc chia sẻ thông tin về dịch bệnh trên mạng xã hội. Nhiều người trong số họ đã bị xử phạt hành chính và nhiều bài viết đã bị xóa. Theo Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tính đến thời điểm này có ít nhất 2 người ở Việt Nam đã bị tuyên án hay khởi tố hình sự với mức án 9 tháng tù giam và phạt hành chính hơn 1.000 đô la vì đăng tải thông tin bị cho là sai lệch về dịch COVID-19. Trước đó, truyền thông Việt Nam cho biết một phụ nữ 28 tuổi đã bị tuyên phạt 9 tháng tù vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ và một phụ nữ 38 tuổi bị bắt giam với cáo buộc lợi dụng dịch COVID-19 để tuyên truyền chống nhà nước vì những đăng tải của họ trên mạng xã hội. Trong khi đó, Bộ Công an Việt Nam cho rằng các thế lực thù địch phản động trong và ngoài nước đã lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để phát tán trên không gian mạng nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc tình hình dịch bệnh và công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Y tế và các bộ ngành địa phương trong nỗ lực phòng chống dịch bệnh. Nhà xuất bản tự do, một nhà xuất bản bị cấm hoạt động tại Việt Nam vừa được Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế IPA, liên minh lớn nhất thế giới của các nhà xuất bản, cho giải thưởng Prix Voltaire 2020. IPA nói trong một tuyên bố ra ngày 3 tháng 6 rằng các nhân viên của nhà xuất bản tự do đã tự đặt mình vào rủi ro lớn để giúp người khác thực hiện quyền tự do ngôn luận. Ông Kristen Einarsson, Chủ tịch Ủy ban xuất bản tự do của IPA nhận định rằng công việc của nhà xuất bản tự do ở Việt Nam với tư cách là nhà xuất bản hoạt động du kích, phát hành sách trong một môi trường bị đe dọa và rủi ro cho sự an toàn cá nhân, với mục đích không gì hơn là truyền cảm hứng cho người dân. Cộng đồng xuất bản quốc tế công nhận sự dũng cảm của họ và sẽ hỗ trợ họ trong khả năng của chúng tôi. Phát ngôn viên của nhà xuất bản tự do Phạm Đoan Trang cho VOA biết rằng, kể từ khi nhà xuất bản này được thành lập vào ngày 14 tháng 2 năm 2019 cho đến nay, các nhân viên liên tục bị công an sách nhiễu. Thật sự làm sách ở Việt Nam, tự do xuất bản ở Việt Nam, nó không chỉ là một hoạt động đơn thuần là làm sách, nó là hoạt động chạy đua với thời gian, chạy đua với công an, chấp nhận mọi rủi ro, thậm chí rủi ro đến tính mạng. Với tinh thần không kiểm duyệt và sứ mệnh tự do thông tin và lan tỏa trí thức, nhà xuất bản tự do đã cho ra đời hàng chục ngàn quyển sách với các đầu sách như Chính trị bình dân, Phản kháng phi bạo lực, Dự báo hiệu quả của các đặc khu tại Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam, Những mảnh đời sau song sắt, Học chính sách công qua chuyện đặc khu và Anh Ba Sàm. Một cựu quân nhân Mỹ có mẹ là người Việt và cha gốc Phi nói với VOA Việt ngữ rằng ông chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi vì là người da màu ở Hoa Kỳ, đồng thời cho rằng cái chết của ông George Floyd khi bị cảnh sát bắt là một thảm kịch và công lý cần phải được thực thi. Đại úy James Văn Thạch, cựu quân nhân Hoa Kỳ gốc Việt từng hai lần bị thương ở Iraq, nói rằng ông ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa và hợp pháp ở Mỹ. Còn về những người biểu tình bị cáo buộc gây rối và cướp bóc, cựu quân nhân này cho rằng họ đang đánh mất danh dự và gây tổn thương cho nước Mỹ cũng như gia đình họ. Kể từ khi xuất hiện, đoạn video cho thấy ông Floyd bị một cảnh sát da trắng ghì gối vào cổ trong nhiều phút rồi sau đó tử vong. Nhiều cuộc biểu tình phản đối đã nổ ra khắp các thành phố lớn ở nước Mỹ nhiều ngày qua. Tuy nhiên, cũng xảy ra tình trạng cướp phá các cửa hàng và một số chủ sở hữu gốc Việt cũng trở thành nạn nhân.
Cùng quan điểm với ông Thạch, một người Việt gốc Phi khác, chủ công ty giải trí D&D Entertainment ở California, ông Clarence Dũng Taylor, viết trên trang Facebook cá nhân với hơn 150.000 người theo dõi rằng không có màu da xấu, chỉ có người xấu. Tin cho hay các công tố viên hôm 3 tháng 6 đã truy tố ông Chauvin, 44 tuổi, người đã ghì gối lên cổ ông Floyd nhiều phút dù người đàn ông da đen này nói tôi không thở được, thêm tội giết người cấp độ 2, cộng với tội giết người cấp độ 3 và tội mổ sát. Ba cảnh sát khác liên quan tới vụ này bị truy tố tội trợ giúp và tiếp tay giết người. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Tin tức về việc Mỹ viện trợ nhân đạo cho Việt Nam 9,5 triệu đô la để giúp ứng phó với dịch corona, trong đó bao gồm 5 triệu Mỹ Kim cho quỹ hỗ trợ kinh tế, là những thông tin được người dân Việt Nam đón nhận với lòng biết ơn. Ông Thái, một cư dân Sài Gòn, nói. Nhà nước mình mà được như là chính phủ bên Mỹ mà được hỗ trợ cho cái người ở địa phương mà nó dân chúng ở đây thì nó được rất là quá khứ, nó quân ninh. Đó, được sự hỗ trợ của nước ngoài này kia nữa là gì. Số đó thì nói về so bên kia thì nó rất là nhỏ mà đối với Việt Nam mình rất là lớn. Một miếng khi đói bằng một gói khi no là tình cảnh hiện nay với người dân Việt Nam, ông Quý bày tỏ. Nước giàu hỗ trợ như nước nghèo thì cũng đều có cũng tốt thôi. Đây, mình cũng còn khó khăn kia rồi, nước cũng còn khó khăn. Theo ông Quý, cần biết ơn nước Mỹ vì trong lúc đất nước của họ vướng đại dịch, thế nhưng quốc gia này vẫn nhớ đến các nước khác và ra tay hào hiệp. Những kết quả trong phòng dịch corona ở Việt Nam một phần cũng đến từ sự giúp đỡ đó của nước Mỹ, ông Thái chia sẻ. Nếu mà mình đầu tư được quan tâm hai bên, hai nước được quan tâm như vậy là mình cũng ok lắm rồi. Mình cũng có nước ngoài viện trợ cho mình vậy là cũng khỏe, mình cũng nhà nước mình đỡ lo chút nào, phần nào. Đó. Cho bây giờ dịch cúm này, giờ nếu mà so chú nghĩ từ giá bước đầu tới 21 nó có bình phục trở lại, nền kinh tế mình nó đã suy sụp tất cả toàn cầu. Và bây giờ làm ăn thì rất là khó khăn, nhờ có hỗ trợ này đó, rồi cho cái công nhân thất nghiệp, rồi mấy người mua bán nhỏ thất nghiệp như chạy chú thất nghiệp như vậy. Nó được ok, mà thêm là cái nguồn giống này mà bên hỗ trợ Hoa Kỳ mà hỗ trợ thêm nữa thì điều đó mình cũng được, nhà nước mình cũng là nhẹ lòng phần nào, nó là dân chúng mình cho khôi phục làm từ từ lại. Theo thông báo đăng trên báo chí thì khoản hỗ trợ cho y tế trị giá 4,5 triệu đô la sẽ giúp nâng chất lượng sống của người dân qua việc cải thiện giáo dục y tế công cộng, bảo vệ các cơ sở chăm sóc sức khỏe và tăng cường phòng thí nghiệm, giám sát dịch bệnh ở Việt Nam. Ngày 4 tháng 6, một số nước thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN loan báo sẽ làm việc với nhau để duy trì dòng thương mại và đầu tư bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19. Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trần Tuấn Anh nói với các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, họ sẽ không đưa ra thêm bất cứ rào cản kinh tế nào và sẽ tránh làm gián đoạn dòng hàng hóa và dịch vụ. Ông cho hay các bộ trưởng đồng ý tránh những chính sách không cần thiết có thể cản trở sự tiếp tục của những hàng hóa thiết yếu, thuốc men và những trang thiết bị y tế trong vùng. Các bộ trưởng kinh tế ASEAN ngày 4 tháng 6 đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt trên mạng nhằm giải quyết những thách thức và hành động vì sự hợp tác kinh tế trong đại dịch virus corona. COVID-19 đã giết chết 2.700 người trong khối 10 nước ASEAN, có hơn 90.000 người bị lây nhiễm virus. Tại một số nước, virus bùng phát đã được chế ngự và doanh thương đã tái tục. Tuy nhiên, việc phong tỏa hầu ngăn chặn đại dịch đã gây gián đoạn lưu thông hàng hóa và việc đi lại của dân chúng, ảnh hưởng đến sản xuất tại nhiều nước ASEAN. Trong cuộc họp, các bộ trưởng cũng thảo luận về mục tiêu hoàn tất RCEP, một thỏa thuận tự do thương mại giữa các nước ASEAN và những đối tác, trong đó có Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và New Zealand vào cuối năm nay. Hàng ngàn người bất chấp lệnh cấm của cảnh sát tụ tập thắp nến tại Hồng Kông ngày 4 tháng 6 để kỷ niệm cuộc đàn áp dân chủ đẫm máu tại quảng trường Tiananmen năm 1989 và tố cáo Bắc Kinh cũng bóp nghẹt dân chủ trên lãnh thổ bán tự trị Hồng Kông.
Tập họp tại công viên Victoria của thành phố, một số người hô to khẩu hiệu như chấm dứt sự cai trị độc đảng và dân chủ cho Trung Quốc ngay lập tức. Trong lúc họ phớt lờ lệnh cấm chưa từng có trước đây đối với lễ thắp nến cầu nguyện hàng năm nay mà cảnh sát Hồng Kông viện cớ là do dịch Covid. Lễ tưởng niệm thường niên năm nay đánh đúng vào vấn đề nhạy cảm của thành phố cựu thuộc địa Anh sau động thái của Trung Quốc trong tháng qua áp đặt luật an ninh quốc gia và thông qua luật đặt ra ngoài vòng pháp luật những hành vi không tôn trọng quốc ca Trung Quốc. Việc này cũng diễn ra trong lúc truyền thông nhà nước Trung Quốc và một số giới chức Bắc Kinh lên tiếng ủng hộ các cuộc biểu tình tại Mỹ chống nạn bạo hành của cảnh sát. Việc tưởng niệm cuộc đàn áp Thiên An Môn không được phép chính thức diễn ra tại Hoa Lục, nơi đề tài này được xem là cấm kỵ và những cuộc thảo luận bị kiểm duyệt. Tại các nơi khác xung quanh thành phố, người Hồng Kông xuống đường và cũng thắp nến cầu nguyện tại những cuộc tập họp ôn hòa khác. Bên ngoài Tòa đại sứ Trung Quốc tại thủ đô Praha của Cộng hòa Séc hôm 4 tháng 6, người biểu tình cũng tập hợp để tưởng niệm 31 năm ngày xảy ra các cuộc biểu tình Thiên An Môn. Họ cũng phản đối luật an ninh mới của chính phủ Trung Quốc đối với Hồng Kông vì cho rằng luật này đe dọa những quyền dân sự của người dân Hồng Kông. Hàng trăm người, có thể là hàng ngàn người, bị giết tại Thiên An Môn vào năm 1989 khi xe tăng và quân đội Trung Quốc đàn áp những cuộc biểu tình của sinh viên. Các nhà lập pháp tại cơ quan lập pháp Hồng Kông phản đối và bỏ ra ngoài trong lúc cơ quan này thông qua một dự luật gây tranh cãi, quy định việc không tôn trọng quốc ca Trung Quốc là một hành vi phạm tội. Luật quốc ca ra lệnh cho các học sinh sinh viên phải được dạy bài hát, hành khúc của những người tình nguyện, cùng với lịch sử và sự tôn trọng bài quốc ca. Luật phạt tù đến 3 năm cũng như phạt tiền đến $6,000 những ai xúc phạm quốc ca Trung Quốc. Phe đối lập xem đây như là chỉ dấu mới nhất cho thấy Bắc Kinh thắt chặt về kiểm soát Hồng Kông. Những sự gián đoạn tại cơ quan lập pháp của Hồng Kông diễn ra sau khi những nhà lập pháp dân chủ nhận thấy hầu hết những tu trình án của họ bị phủ quyết. Việc này cũng xảy ra sau khi yêu cầu của một số người về một phút mặc niệm 31 năm vụ đàn áp Thiên An Môn bị bác bỏ. Bất chấp gián đoạn và xáo trộn, cơ quan lập pháp Hồng Kông vẫn thông qua luật quốc ca. Chỉ vài ngày trước đây, nhà cầm quyền Trung Quốc bật đèn xanh xúc tiến một luật gây tranh cãi khác liên quan đến việc đặt các cơ quan tình báo Trung Quốc ở Hồng Kông mà các nước phương Tây tố cáo là làm xói mòn thêm nữa sự tự trị của thành phố này. Các cuộc biểu tình tiếp tục tại thủ đô Mỹ ngày 3 tháng 6. Người biểu tình vừa đi vừa hô khẩu hiệu và ca hát trên đường phố Washington DC phản đối cái chết của George Floyd, người đàn ông da đen, tử vong sau khi bị cảnh sát khống chế. Hàng ngàn người tập họp gần tòa Bạch Ốc mở đèn điện thoại di động và hát bài dựa vào tôi trước khi tái tục những khẩu hiệu phản đối cảnh sát. Cùng ngày 3 tháng 6, các công tố viên nâng mức truy tố hình sự đối với 4 cảnh sát Minneapolis liên quan trong vụ việc của ông Floyd. Vì cảnh sát đã bị bắt, bị truy tố thêm một tội giết người và 3 cảnh sát còn lại bị bắt với cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay. Tại thành phố New York, những cuộc biểu tình bước sang ngày thứ 6 với hàng ngàn người tập trung tại công viên quảng trường Washington và tuần hành qua khu vực Manhattan. Trong khi đó, những người biểu tình tại Los Angeles đã tọa kháng dọc theo đại lộ Sunset. Cái chết của ông Floyd trở thành một điểm nóng mới nhất trong những bất bình âm ỉ từ lâu về nạn bạo hành của cảnh sát đối với người Mỹ gốc Phi, đưa vấn đề công lý sắc tộc lên nghị trình chính trị hàng đầu 5 tháng trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 3 tháng 11 vào cuối năm nay. Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 4 tháng 6 chủ trì hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về vaccine, thúc đẩy các nước cam kết tài trợ để tìm ra vaccine chống những bệnh truyền nhiễm để giúp các nước nghèo đối phó với những cuộc khủng hoảng, trong đó có đại dịch COVID. Đại diện của hơn 50 nước, trong đó có 35 nguyên thủ quốc gia hay chính phủ, tề tựu với London qua mạng Internet để gây quỹ cho Liên minh vaccine Gavi, một đối tác y tế công tư toàn cầu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đứng đầu Ủy ban Liên Hợp Châu Phi Musa Faki nằm trong số những nhân vật đọc diễn văn khai mạc tại thượng đỉnh. Ông Johnson kêu gọi quyên góp ít nhất 7,4 tỷ đô la cho Gavi để trích ngừa cho hơn 300 triệu trẻ em tại các nước nghèo nhất thế giới vào năm 2025 chống lại các bệnh như bại liệt, bạch bạch hầu và bệnh sởi. COVID-19 nguy hiểm đến mức nào? 80% trường hợp là nhẹ. Những người trẻ và khỏe mạnh có nguy cơ thấp. Người cao tuổi và người đang có bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Nếu bị ho, sốt và khó thở, hãy liên hệ với bác sĩ ngay và tránh xa những người khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh
www.cdc.gov. Tại trang trại của mình ở ngoại ô Dar es Salaam, Mujuma City hái ớt, lá xoài và các thành phần khác để hấp và bào chế thứ mà bà tin là thuốc chữa COVID-19. Các cháu gái của bà cũng đang uống thuốc này mặc dù họ không bị bệnh. Chúng tôi chỉ làm vậy để phòng ngừa. Chúng tôi uống liều đó trong gần 4 ngày rồi ngưng. Chúng tôi cũng xay trộn chanh, gừng, tiêu và hành tây rồi cho vào chai. Chúng tôi dùng nó vào buổi sáng, chiều và tối trong 4 ngày rồi chúng tôi ngưng. Không có bằng chứng liều thuốc của Mujuma có bất cứ tác dụng gì chống lại virus corona hay bất kỳ thứ gì khác như lời người ta tô vẽ. Nhưng số người ở Tanzania tự xưng là đã tìm ra một phương pháp chữa trị virus corona chủng mới ngày càng tăng. Một số người quảng cáo một loại thảo dược chưa được thử nghiệm có tên là Covidol. Kể từ khi chúng tôi tìm ra phương thuốc thảo dược này, nó đã được một số người sử dụng và chúng tôi đã thấy một số thành công trong số những người dùng nó. Đầu tiên, chúng ta thấy nó hạ sốt nhanh hơn, nó chữa các vấn đề về hô hấp, cúm và nhức mỏi, những triệu chứng của căn bệnh này. Giới hữu trách cho biết, bất kỳ phương pháp điều trị virus corona nào cũng cần phải trải qua các thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt để xem chúng có hiệu quả hay không. Những gì chúng tôi đang chờ đợi bây giờ là hướng dẫn của Tổng thư ký để đưa loại thảo dược này vào nghiên cứu của chúng tôi. Trong khi chờ đợi, Mujuma và các cháu gái của bà tiếp tục cố gắng hết sức để bảo vệ bản thân khỏi virus, mặc dù họ không chắc là bài thuốc của mình có tác dụng hay không. Công cuộc tìm kiếm phương thức chữa trị cũng như vaccine chống virus corona đang được đẩy mạnh trên toàn thế giới, trong đó có Kenya, nơi mà các nhà nghiên cứu y dược đang chạy đua để tìm ra phương thuốc đang được mong mỏi. Bác sĩ Festus Tolo thuộc Viện Nghiên cứu Dược Kenya đã ghi đầu trong việc xác định tính hiệu quả của một loại thảo dược trong công tác chữa trị chống COVID-19. Zedupex, do các nhà nghiên cứu Kenya làm ra năm 2015, đã được sử dụng để chữa trị chứng mụn rộp. Bác sĩ Tolo cho biết, ông cùng các cộng sự vẫn chưa biết liệu loại thuốc này có hiệu quả để chống virus corona hay không. We have started looking at the clinical efficacy of this product. We are still on very early stages. We cannot be able to. Chúng tôi vẫn còn đang trong giai đoạn rất sơ khai. Chúng tôi không thể nói trước được bởi virus gây mụn rộp là loại DNA, còn virus corona là RNA. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta cần phải xem liệu thuốc này có phản ứng hay không trước khi có thể thực sự xác quyết rằng đây là sản phẩm có thể được dùng để chữa COVID. Rudy Eggers làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới. Eggers cho biết không dễ để chuyển hóa các phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược khác nhau. Với các loại thuốc khác, chúng tôi nhận ra rằng có những mức độ hoạt chất nhất định. Còn với những loại thảo dược, chúng có nhiều thành phần khác nhau và tỷ lệ của những phần này cũng khác nhau. Vì vậy, trên thực tế, bạn cần phải chuẩn hóa những loại thảo dược này để đảm bảo rằng bạn nắm được thành phần của chúng và thành phần nào có ích. Đó là bước đi đầu tiên trước khi thực sự đánh giá tính hiệu quả của các phương thuốc này. Bác sĩ Kefai Bosir thuộc Trường Đại học Nairobi cũng có những quan ngại khi nói về các phương thuốc truyền thống. Ông cho biết sẽ khó đưa vào sản xuất hàng loạt. The immediate challenge we would face is getting sufficient quantities of the plant so that we can prepare them to supply the number of patients. Chúng tôi có thể sẽ phải đối mặt với việc thiếu hụt sản lượng cây thuốc nhằm đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của một số lượng lớn bệnh nhân, điều mà chúng ta đã chứng kiến trong đại dịch lần này. Vì nên có rất nhiều việc cần phải làm để tìm ra hướng đi đúng nhằm đẩy mạnh sản lượng cây thuốc. Bất chấp những khó khăn này, các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Dược Kenya đang nỗ lực tìm kiếm một loại thảo dược hiệu quả trong công tác chữa trị COVID-19. Trong khi hàng trăm cuộc thí nghiệm lâm sàng đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu với hy vọng chiến thắng COVID-19, các chuyên gia y tế thế giới trong một cuộc thảo luận bàn tròn với VOA cho biết họ cảm thấy lạc quan. Chúng tôi chưa bao giờ thấy sự phối hợp nhuần nhuyễn các tiến bộ khoa học để đối phó với một đại dịch mới như thế này, và vậy nên tôi vẫn lạc quan rằng chúng ta sẽ tìm ra cách. Các nhà khoa học tại Đại học Oxford đang mang tới một bước đột phá đầy triển vọng. Nhóm nghiên cứu này đã rút ngắn quá trình tạo ra vaccine mới bằng cách sử dụng loại vaccine vốn đã được trải qua các cuộc thử nghiệm trước đó và được chứng minh là không có hại cho con người.
các cuộc thử nghiệm trên người giờ đây đang được tiến hành. Cần được tiến hành rất cẩn trọng để không gây hại cho cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế, những thông tin mới nhận từ Đại học Oxford rất đáng khích lệ. Chúng ta vẫn còn hy vọng tìm ra một phương pháp trị bệnh, thuốc hay một thứ gì đó. Những thay đổi xã hội trong tương lai mà chúng ta dự kiến phải đối mặt trải dài từ cách người ta đi ăn hàng cho tới việc du hành quốc tế. You can make a decision today and purchase tickets and to go somewhere. I think that's... Bạn có thể đưa ra quyết định ngay ngày hôm nay và mua vé đi đâu đó. Tôi nghĩ rằng có thể mọi thứ sẽ không còn như vậy nữa. Trong tương lai, chúng ta sẽ phải tính toán và lên lịch trình kỹ càng hơn bởi có rất nhiều rào cản. Luật lệ sẽ được các quốc gia, những nơi mà đón nhiều khách du lịch đưa ra. Ngay khi mở cửa trở lại, thế giới rõ ràng sẽ thay đổi bởi chúng ta cần phải giãn cách xã hội cho tới khi có được vaccine. Bởi đây là cách duy nhất giải quyết được loại virus này. Chỉ đến khi 60-70% dân số miễn nhiễm với loại virus này thì chúng ta mới an toàn. Cách làm việc của chúng ta cũng sẽ phải thay đổi vì đại dịch. Chúng ta thấy có thêm rất nhiều người làm việc từ xa. Chúng tôi đã tiến hành thăm dò dư luận về vấn đề này. Có thêm rất nhiều người, khoảng 80% đang làm việc tại nhà, so với chỉ ít hơn 10% trước đây. Và điều thú vị là tất cả họ đều muốn tiếp tục làm như vậy. Các nhà khoa học của Đại học Oxford cho biết vaccine chống virus corona có thể được ra mắt sớm nhất là vào tháng 9 năm nay, trong khi các phòng thí nghiệm khác cũng đang đẩy mạnh các cuộc thử nghiệm lâm sàng. Đó là những thông tin đáng chờ đợi đối với hàng triệu người trên toàn thế giới, những người đang chuẩn bị cho một cuộc sống bình thường hậu COVID-19. Giữ gìn sức khỏe, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi sử dụng nhà vệ sinh, sau khi chạm vào bất cứ thứ gì có nhiều người khác chạm vào như chỗ ngồi trên xe buýt. Xoa tay kỹ trong 20 giây. Nếu không thể rửa tay, hãy sử dụng chất khử trùng tay. Các cách làm này có thể ngăn ngừa không chỉ virus corona mà cả cảm cúm và các loại virus khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh www.cdc.gov. Welcome to English at the Movies, where we teach you American English heard at the movies. Our saying today is blast from the past, from the movie Father Figures. This film is about two brothers who are searching to find their father. Their mother has been lying to them for years by telling them their father died. Listen for the phrase, blast from the past. Mom actually dated Terry Bradshaw? Do you remember a woman named Helen Baxter? Talk about a blast from the past. She's our mom. So, what do you think blast from the past means? Is it something that reminds you of an earlier time? Or an explosion that happened earlier? Listen again. Did you have the right answer? Mom actually dated Terry Bradshaw? Do you remember a woman named Helen Baxter? Talk about a blast from the past. She's our mom. Blast from the past usually means something that reminds you of an earlier time. This term is usually used in conversation. In this scene, the two brothers are trying to find out if Terry Bradshaw knows their mother. When he said, "Talk about a blast from the past," he was suddenly remembering an earlier time in his life. So, in fact, he did know their mother in the past. And that's English at the Movies.
This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I'm Kaveh. You know a lot about punctuation, right? I think I'm pretty good at it. And I especially like commas. Commas? Yeah, they have many uses and are quite important. Tell me more. A common use of a comma is to show a pause, a brief suspension of speech. This usage is important in poetry, speech writing, and creative writing. Another way the comma works is to separate clauses. It shows what is different and what belongs together in a sentence. For example, today on Everyday Grammar, we will explore common uses of the comma. If you remove the words before the comma, the independent clause, we will explore common uses of the comma, could become its own sentence. But even with stylistic guides, the placement of a comma could come down to the personal choice of the writer, right? Yes, that's true. That's why there are two good tips for using commas. First, put yourself in the reader's position. Will your comma be understood by the reader in the same way you mean it? And second, make short declarative sentences. If your sentence has too many commas, it might confuse the reader. And that's Everyday Grammar. Welcome to the Voice of America's News Words. In March, Forbes magazine released its yearly list of the richest people in the world. Cosmetics. The first woman on the list is French woman Liliane Bettencourt, who owns a third of L'Oreal Cosmetics. Bettencourt is worth about $40.7 billion. Cosmetics are substances such as creams and lotions. They are put on the face, body, or hair to improve appearance. Cosmetics do not change the way the body works or its structure. Now you know what cosmetics are. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiếngviệt.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Sau khi nhấn đăng ký subscribe, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Tấn Chương xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.